Thưa quý vị, nằm trong hoạt động tuần lễ văn hóa thể thao du lịch chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang 1832-2022, chương trình Caravan An Giang sắc màu vùng miền đã mang đến những trải nghiệm mới mẻ, ấn tượng, hấp dẫn cho du khách. Bởi cung đường và những điểm đến có cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống với những nét văn hóa đa màu sắc, ẩm thực đa dạng, phong phú. Với chủ đề An Giang sắc màu vùng biên, chương trình Caravan du lịch An Giang diễn ra trên cung đường dài hơn 250 km đi qua các địa phương trong tỉnh gồm Long Xuyên, Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Đốc. Tham dự Caravan có 30 xe ô tô và 100 thành viên đại diện các doanh nghiệp du lịch khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là caravan du lịch lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh nhằm quảng bá về du lịch An Giang, tạo ra những sản phẩm du lịch bền vững, mang tính đột phá, khác biệt trên nền tảng giá trị văn hóa, lịch sử địa phương. Tỉnh An Giang với cái đặc điểm đó là cái vùng biên giới và có nhiều cái nơi giao thoa giữa các cái công trình văn hóa, có 4 dân tộc Kinh, Chăm, Hoa và Khmer hòa quyện với nhau cùng với nhiều cái tôn giáo khác. Nó hình thành nên một cái cung đường chúng tôi đang thiết kế, đó là cung đường di sản. Và trong chương trình phát triển về du lịch sắp tới thì bên cạnh cái phát triển về cái lễ hội chùa Bà Chúa Xứ núi Sam, bên cạnh về phát triển về cái du lịch sông nước của Mekong thì tỉnh An Giang cũng quan tâm đến phát triển về cái cung đường di sản văn hóa này để nằm giới thiệu cho du khách trải nghiệm các văn hóa được giao thoa trên cái vùng đất của An Giang này. Tham gia caravan du lịch An Giang, du khách được trải nghiệm dùng thất sơn huyền bí, những cánh đồng lúa bạc ngàn bên những hàng thốt nốt thơ mộng. Trên cung đường caravan, du lịch được tham quan một số điểm như di tích cấp quốc gia đặc biệt văn hóa Ốc Eo, Bà Thề, huyện Thoại Sơn, một trong những di sản vô giá, độc đáo về kiến trúc, nghệ thuật và lịch sử trong kho tàng di sản văn hóa của dân tộc, chiêm ngưỡng cánh đồng trăm xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, một khung cảnh đẹp thơ mộng để du khách check-in, chinh phục núi Cấm, nơi được xem là nóc nhà miền Tây với độ cao khoảng 710m so mực nước biển, một vùng sơn địa đặc thù độc đáo của An Giang và đồng bằng sông Cửu Long, chinh phục đỉnh núi Sam, thành phố Châu Đốc với phong cảnh tuyệt đẹp, điểm du lịch tâm linh nổi tiếng trong và ngoài nước. Ngoài ra, trong chuyến hành trình du lịch An Giang, đoàn còn thực hiện nghi thức chào cờ cột mốc 275 cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, trải nghiệm tuyến đường biên giới trên tỉnh lộ 955A cập kênh Vĩnh Tế với hình ảnh mênh mông biển nước với tên gọi Mùa Nước Nổi, nơi ghi dấu ấn công trình thủy lợi của danh thần Thoại Ngọc Hầu, thưởng thức văn hóa ẩm thực đặc trưng và những làn điệu dân ca của 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer. An Giang là một tỉnh đồng bằng mà vừa có núi mà lại sở hữu kinh Vĩnh Tế dài 87 cây số như vậy. Và đặc biệt nhất là dùng chữ sắc màu vùng biên, bởi vì An Giang sở hữu cái đường biên giới là gần 100 cây số. Như vậy thì cái slogan là sắc màu biên giới thì rất là trọn vẹn. Trên một cái cung đường caravan là coi như ban tổ chức của mình đã lựa chọn rất là kỹ càng và chọn lựa những cái con đường ấn tượng nhất, một cái con đường mà chỉ có xe 7 chỗ đi vào. Uống lượng quanh những cái cánh đồng mà phải nói rất là tuyệt vời, và tôi thấy được một cái sự nghĩa tình và sự phải nói là rất là hiếu khách của những người dân ở đây, và cũng góp phần là làm nên một cái sản phẩm mà tôi thấy phải nói là chạm tới cảm xúc không chỉ là với tôi đâu mà tôi nghĩ là các thành viên trong đoàn. Caravan du lịch, một loại hình du lịch phổ biến được nhiều du khách quan tâm lựa chọn tham gia và đang dần trở thành trào lưu mới cho những người đam mê xê dịch. Loại hình du lịch này có sự hấp dẫn riêng, thường dành cho những du khách yêu thích sự trải nghiệm. Bởi hình thức này giúp họ có cảm nhận gần gũi và chân thật khi khám phá cung đường trên hành trình du lịch, cũng như văn hóa, sự đặc sắc của các địa phương đi ngang qua và dừng chân. Caravan An Giang sắc màu vùng biên là dịp để tỉnh An Giang quảng bá đến doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh một số địa điểm mới có tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch tại các địa phương vùng biên, kết hợp với các điểm tham quan truyền thống, tạo nên sự đa dạng khác biệt cho du lịch An Giang. Đồng thời, cũng là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch địa phương học hỏi thêm kinh nghiệm, từ đó hình thành các sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, tăng cường sự liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đưa ngành du lịch An Giang khởi sắc trở lại và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.